Cái đó là phong tục của mình, 49 ngày thì cũng có nên. Tại vì mình nói nó có những cái trường hợp thường nói là những người biết tu tập để cho họ tự họ đi. Còn những người mà giống như lúc sống mà lì lợm không biết tu tập mà cũng không có làm tội để mà xuống địa ngục á, thì họ cũng lăn quẩn với mình hoài. Lúc đó mấy còn cứ thoải mái kêu mấy ông ma tới đọc kinh, tại hồi sống họ cũng đã hung dữ rồi. Ông bà mình đâu phải ai cũng hiền đâu anh. Thì cứ kệ, cái đó thì không sao. Còn mình đang nói cái dạng là nó có nhiều dạng nha. Dạng như cỡ ông già hiền hiền này đi, để cho ông đi tự nhiên, đừng có cần ai đọc kinh trọng. Đi không nổi. Còn mà cái dạng mà lúc mà mấy bà già còn sống mà còn chửi rủa con cháu hoài á, mấy con làm gì mấy bà cũng vậy. Tại sống đã nhẹ rồi, chết mà đâu khe nữa. Giờ mướn thầy tà tới tao tà rồi, tao đâu sợ tà nữa. Thì cũng là cô hồn gác đảng, cũng là củ quyền quậy mình, đòi ăn tối ngày đó, giống củ quyền đó. Sư phụ là cha sanh ra đã là ở cõi trời rồi, đã có những cái thần thông, đã có những cái mà ma trộn. Nhưng mà sư phụ đã đi xuống cõi ta bà này, đi Bắc Cô Đô Châu, Đông, Tây, Nam, hôm nay xuống Nam. Mình cũng phải xuống, mình độ chúng sanh. Chứ mình không có thể ở chảnh. Bây giờ con mà có hành chư thiên, mình cũng sắp có ông bà tiên thiên Ngọc Liên của mình á, bả là hành tiên thiệt á, đâu có rồi, bả hiền. Nhưng mà bả về chảnh á, bả cũng thói ngày cũng theo mình. Mình năm sau mình ngồi đây, mình ngồi nói chuyện, bả cũng lẫn dẫn này. Xu sẽ cho ông sân thần cho bả về đang núi. Nhớ là thiên huệ đi lên đi xuống vậy đó. Chứ không phải là con về chảnh, con về chảnh cũng y như là giống như con lâu lâu á, mình cũng nhớ quê hương Việt Nam mình về mình thăm. Trái đất này nó có nhiều cái kỷ niệm, nó có ái nhiều quá. Nó không có giống như Bắc Cô Lô Châu, con người không có tình cảm. Vợ chồng ở nhau 7 ngày bye bye, hay đường ai nấy đi, phải không? Rồi đẻ con thảy đại, rồi ai để tay tự động nó lớn, nó lớn. Còn trái đất này mình có tình cảm. Thì con đọc lịch sử của mấy vị đi. Sư phụ cũng có tình cảm vậy. Sư phụ hứa là không có để đệ tử lòng vòng như này, thì sư phụ làm thiệt. Nói hôm nay ai làm đệ tử sư phụ là có phước, là biết là mình không có bị đọ. Đó là cái insurance đầu tiên có rồi. Còn cái chuyện mấy con phải tự tu nữa. Mà những vị thầy khác người ta đâu có cái power đó, đâu có cái lực. Ông lo ông không xong.